Quý vị đang theo dõi bản tin Năng lượng hiệu quả, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Hiện nay, nhiều thành phố trên cả nước đang triển khai xây dựng đô thị thông minh, chú trọng đến phát triển công trình xanh, chiếu sáng thông minh và hạ tầng đô thị thông minh, nhằm thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thời gian qua đã tiến hành cải tạo ánh sáng cho trên 27 km chiều dài đường và nâng cấp thay thế hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện với mức tiết kiệm khoảng 9,5% điện tiêu thụ cho chiếu sáng công cộng. Tính toán bước đầu cho thấy thành phố tiết kiệm được trên 315.000 kWh một năm. Là một kiến trúc sư, anh Lê Việt Hà luôn hướng khách hàng đến những thiết kế công trình, không gian sống nhiều cây xanh, hiện đại hóa hệ thống cửa, tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng nhiều các thiết bị điện chiếu sáng. Cái thiết kế một cái công trình làm sao để khai thác được ví dụ như là hướng gió hay là hướng ánh sáng tự nhiên thì là đồng thời nó cũng đã giảm được cái việc mà chúng ta phải dùng điều hòa hay là phải dùng điện chiếu sáng quá nhiều trong các cái tòa nhà, thì nó cũng là những cái cách mà giới thiết kế cũng như là kiến trúc sư luôn luôn đặt ra làm yếu tố hàng đầu khi mà thiết kế các cái công trình để chúng ta ở. Còn đây là hệ thống chiếu sáng công cộng và phần mềm tương tác giữa người dân, chính quyền, là một trong những nội dung chính của chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thành phố Tuy Hòa đã thi công cơ bản, hoàn thành trung tâm IOC, hiện đang cho chạy thử nghiệm. Trung tâm điều hành với 12 thành phần. Khi vận hành chính thức, IOC giúp tăng khả năng quản lý, giải quyết các vấn đề xã hội, cũng như vấn đề liên quan đến cuộc sống được nhanh, minh bạch, hiệu quả hơn. Quá, nó sáng, thấy nó sáng không phải là nó sáng trắng luôn, chứ không phải là nó sáng mờ mờ như bóng điện kia. Thì ở nhà thay bóng điện sáu tấc, bóng điện dài hồi xưa với lại bóng điện là tròn, mà bóng điện ngày trước á là coi như giờ thay lại bóng túi led đi không à. Cho nên là nó tiết kiệm điện, hình như trả tiền điện nó thấp hơn. Hiện nay chúng tôi đang là hoàn chỉnh lại cái hệ thống quản lý và khai thác cái điện chiếu sáng thông minh. Thì vấn đề này thì đòi hỏi phải sự đồng bộ về cái kết cấu hạ tầng liên quan đến cái hệ thống điện chiếu sáng. Thì hiện nay thành phố cũng đang thực hiện thí điểm một số tuyến chính trên địa bàn thành phố để quản lý cái hệ thống điện chiếu sáng thông minh nhằm tiết kiệm điện, rồi cái vận hành và khai thác nó được số hóa và nó làm cho người dân chúng ta ý thức được. Theo kế hoạch, tiếp theo thành phố sẽ tiến hành nhân rộng dự án đến tất cả các con đường còn lại. Ước tính khi dự án hoàn thành, với 168 con đường của thành phố Tuy Hòa, chiều dài khoảng trên 100 km, khả năng tiết kiệm khoảng 1 triệu kWh một năm, tương đương với số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng một năm. Ngoài ra, với việc lắp đặt các hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao, phù hợp với từng loại đường, cũng góp phần vào việc giảm lượng CO2 phát thải vào không khí khoảng 452 tấn CO2 một năm, giúp bảo vệ môi trường của thành phố. Trong quá trình dịch chuyển sang đô thị thông minh, chiếu sáng thông minh là yếu tố quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của địa phương từ môi trường đến kinh tế đời sống, và quan trọng là giảm phát thải gây ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng.